Quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam đang trong tình trạng đáng báo động. Nếu không cải cách kịp thời, thì toàn bộ quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam sẽ hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2034. Ông Carlos Guardian, chuyên gia về an sinh xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam ILO nhận định, Việt Nam cần phải cân nhắc đến phương án tăng tuổi nghỉ hưu vì quỹ bảo hiểm xã hội hiện tại đang ở trong tình trạng đáng báo động. Theo những nghiên cứu chung của ILO và chính phủ Việt Nam, nếu như không kịp thời cải cách thì đến năm 2021, nguồn thu của bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tương đương với tổng chi. Toàn bộ quỹ bảo hiểm xã hội sẽ hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2034. Về cơ bản, Việt Nam đang như đứng giữa ngã ba đường mà chưa biết chọn hướng đi nào. Hoặc là bắt tay vào việc tăng tuổi nghỉ hưu dần từ bây giờ, hoặc là đợi 3-5 năm nữa để tiến hành cải cách mạnh tay hơn, hoặc là để mặc lao động trẻ và trung tuổi đối mặt với việc nghỉ hưu không có lương hưu trong tương lai gần. Thực tế hàng năm có rất nhiều thanh niên gia nhập thị trường lao động, nhưng trong vòng 10 năm tới con số này sẽ giảm dần. Công thức tính lương hưu hiện tại đưa lại một tỷ lệ hưởng cao quá mức trong mối tương quan giữa lương hưu với mức lương đóng bảo hiểm trung bình trong khi còn làm việc. Theo phân tích của ILO, tỷ lệ hưởng của công viên chức là hơn 100%, có nghĩa là họ hưởng nhiều hơn mức lương đóng bảo hiểm xã hội thực tế của họ. Thông thường, hệ thống hưu trí chỉ cho phép một tỷ lệ hưởng trong khoảng từ 40-60% nhằm đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, tỷ lệ hưởng lương hưu ở Việt Nam lại quá cao. Trên thực tế, đây là tỷ lệ cao nhất trên thế giới mà các chuyên gia của ILO từng biết đến. Chính điều này đe dọa tính bền vững về tài chính của quỹ lương hưu. Do vậy, công thức tính lương hưu cần được điều chỉnh.